anh Hiệp khách hành bây giờ giữa giờ khắc ra mùa giao thừa giữa năm cũ và năm mới, mình đang đi đến ngôi chùa có tên là chùa Vạn Phước để cầu mong một năm mới bình an cho tất cả mọi người, chúc mọi người bước qua năm mới được an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Đây chùa Vạn Phước nha cả nhà. Mua nhang đi, mua nhang đi, mua nhang đi, mua nhang đi, nào cũng được, nó bó té tóc rồi, mua nhang đây, mọi người đang dâng hương cúng Phật vào lúc vừa bước qua năm cũ chuyển sang năm mới, bây giờ là 12:36 tại chùa Vạn Phước. Cả nhà mình ai xem được cái video này cũng giống như cái tên Vạn Phước vậy, được may mắn suốt một năm. Mình cũng đến chùa Vạn Phước để cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an trong mùa Covid, thật dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Đây là nơi bán nhang để cúng Phật. Đại nè, đứng nốt đi má ơi. Đâu rồi anh hai đây. Dạ, chưa có đốt. Mọi người cũng đến chùa rất là đông, cũng đi theo lệnh của Thủ tướng là mang khẩu trang. Đây là chùa Vạn Phước có thập bát la hán, 18 vị la hán rất là đẹp. Khi bước vào chùa thì mình sẽ tới cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni rồi cúng. Rồi vô trong luôn nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nằm rất là lớn. Rồi mấy anh chị thắp nhang đứng trước cho chút xe vô. Có thập bát la hán rất là đẹp. Người dân đi dân hương lễ Phật vào lúc đầu năm đầu xuân mới cũng rất là đông. Mong ước được cho cả gia đình mình cũng như là tất cả bá tánh đều được bình an vượt qua mùa Covid và dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là Đức Di Lặc Tôn Phật, mùa sinh Di Lặc. Đức Phật Di Lặc Quang Hỷ, đại từ đại bi, từ bi hiệu xã. Cả nhà mình xem được cái động băng video này thì sẽ được vạn lành vạn phúc, và được từ bi hiệu xã, và được quang hỷ quang lạc như Đức Phật Thích, Đức Phật Di Lặc Tôn Phật. Đây là chùa Vạn Phước nghe cả nhà. Đầu xuân mọi người đi đến chùa lễ Phật cũng cầu mong được một sự bình an cho tất cả bá tánh và cho gia đình mình.
xuân an lành, một mùa xuân yên vui, một mùa xuân mới đầy hứa hẹn cho một năm Tân Sửu. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Đầu năm vô chùa khai xưng lễ Phật, rước lộc, giống như là một lời cầu nguyện thỉnh cầu đến ơn trên, cầu nguyện mong được cho gia đình được tất cả đều được mạnh lành sức khỏe. Đi vào đây con, đi vào đây. Là mấy ngựa gì vậy mà? Đây là mấy ông thành mã chứ, mấy ngựa. Đây là miếu năm mẹ ngũ hành. Mọi người đều tới đây để dâng hương lễ mẹ và cầu xin những mẻ qua lục rễ xâm tốt cho một năm trọn vẹn. Đây. Cái này con xin. Đúng. Đây này. Mình cũng dắt hai đứa nhóc đi chùa lễ Phật, cũng mong cầu được thật nhiều sức khỏe và vạn sự may mắn bình an của một năm Tân Sửu. Mình cũng cầu chúc cho tất cả mọi người cũng đều được như vậy, tất cả đều được về sức khỏe. Cũng đi. Đi lên lầu không? Đi lên lầu đi đường bên kia. Nước lại uống miếng nước đi. Đây đây nè. Nè, cái bàn đây nè. Tới chùa cũng có đẩy những thức ăn của ngày đầu năm mới, dưa hấu nè, múc nè, trà nước. Ở giảng đường của chùa Giải Phước. Giờ mình sẽ lên chánh điện nha. Đây hai bên cầu thang của chùa Giảng Phước, một bên đi lên một bên đi xuống để cho cái lối đi nó trật tự. Tí gần COVID nhưng mà mọi người đến đây viếng Phật cũng rất là đông.
Đây là chánh điện. Trên chánh điện có Tam Thế Phật. Dưới làn khói hương mình cảm thấy như Đức Phật hiện ra ban phước lành cho tất cả mọi người chúng ta vậy. Đây trước cửa chánh điện thì có hai vị hộ pháp. Đây chánh điện ở ngôi chùa Vạn Phước rất là trang nghiêm nha cả nhà, và rất là đẹp. Đầu năm mình cũng đi chùa mong được cầu nguyện cho tất cả mọi người chưa được vượt qua bệnh dịch cũng sẽ xóa mờ đi theo cát bụi, mong Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, xóa cho tiêu tan dịch bệnh của Covid, độ cho tất cả mọi người thì được dồi thật nhiều sức khỏe, năm mới vạn sự như ý. Cầu nguyện Đức Phật đến với tất cả mọi người cũng như quá tánh trên toàn khắp thế giới thì được thật nhiều sức khỏe và không còn bệnh dịch Covid nữa.
được trang trí để cúng Phật vào sinh rất là đẹp cả nhà. Đây là hoa lan. Tất cả mọi người đều đến với Phật đều mong một sự bình an, Phật nhiều sức khỏe của một năm mới, một năm Tân Sửu tiêu tan bệnh dịch đi, không còn nỗi lo bệnh tật nữa. Bên đây là đường đi xuống. Dưới dòng người đông đúc thì khi tất cả mọi người đến đây thì mình cũng nghĩ rằng cũng đều giống nhau là một tâm niệm được cầu mong cho tất cả gia đình của mình đều được thật nhiều sức khỏe, được bình an, thanh tâm an lạc, vạn sự như ý, một mùa xuân Tân Sửu đều được tai qua nạn khỏi, yên vui. Mọi người khi đến nơi đông đúc như vậy thì cũng đừng quên là mình phải mang khẩu trang nha mọi người, để giữ cho mình cũng như cho tất cả những người xung quanh. Đây là nơi giải xăm, mua giấy để xem tuổi mình tuổi gì gì đó. Thì mình sẽ quay cái bản coi sao nam nữ tuổi bao nhiêu nè. Ở nhà mình có ai muốn coi thì dựa vào cái bản này của mình mà coi. Rất là đông nha cả nhà.
video đầu năm đi chùa, cầu mong được sự bình an, an lạc ở thanh tâm cho tất cả mọi người cũng như cho gia đình mình. Của Hiệp Khách Hành thì cũng xin kết thúc tại đây. Cả nhà mình xem video thấy hay thì hãy share và nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình, có động lực làm những video khác tiếp theo. Và giờ cũng không quên chúc cả nhà mình một mùa xuân mới thật nhiều sức khỏe, ăn vui, ăn lành và thật nhiều hạnh phúc, phát tài phát lộc nghe cả nhà.